Hi, xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau bước vào video số 4 về trợ từ Và đây là câu đầu tiên Như nào? Kino, eki de tomodachi aimashita E ga ni wa Các bạn làm đi Ok, đáp án của chúng ta là Là ni không? Có nhiều bạn hỏi rằng Ôi thầy ơi, trợ từ tố cơ mà Thế là các bạn, trong đầu các bạn chỉ là gặp ai đó thì chỉ dùng trợ từ tố Đúng không nào? tốt, Tô Được chưa? Nào? Gặp ai đó thì dùng chọn từ tố to. Tomorachi to I Thế thì trong bài câu này Nó không thấy tố Nó không có tố ở đâu Thì chúng ta không biết chọn cái câu nào cả Đúng không? vậy? Vậy thì mình sẽ dạy chỉ thêm các bạn đó là chúng ta dùng thêm chọn từ ní nữa Ní và tố khác nhau như thế nào? Tố là khi mà chúng ta eh, gặp người ta mà chúng ta hẹn trước được chưa nào còn ní tức là chúng ta không hẹn đúng không vậy đột nhiên chúng ta gặp người ấy thì chúng ta dùng trợ từ ní các bạn nhá nhớ cho mình gặp ai đó dùng to và ní dùng cái gì cũng được ok chưa nào Hãy no, to à, so à, chúng ta nhau bước vào câu số 2 Kuruma ga kuru no de Densha de kudasai O To No Ni Các Ok, đáp án của chúng ta là ni đúng không? đi đúng không? Đi trước động từ nô được đúng không? Thì sẽ dùng trợ từ ni lên cái gì đó đúng không? Lên xe máy này đúng không? Eh, Bay cứ ni nô được đúng không? Lên xe ô tô này taxi ni nô được đúng không? Lên tàu này hay lên eh xe ni nô được leo lên ngựa này ư mà ni nô được thế nào? Hay còn có một động từ đó là động từ ori được đúng không? Ô đi tức là xuống. Ô đi, ô đi là xuống. Khi mà xuống đâu đó thì chúng ta dùng trợ từ ô. Được chưa nào? Ô, ví dụ đen xả ô ô đi được. Nghe chưa? Hai đen xả ô ô đi được. Đúng không? Hay, vậy thì trong câu này chúng ta dịch là gì nhỉ? Bởi vì xe taxi sẽ tới nên là gì nhỉ? Đừng đi xe điện. Ok? Hai hey, kịch cơ. Mất thế mất thế. Taxi đã đến rồi, đừng đi xe điện. Hay, chúng ta cùng nhau bước vào câu số 3 Ni nen mae daigaku demashita Ok chưa? De-no-o-ni oh, Các bạn làm đi Hay, Đáp án của chúng ta là O oh. Đúng không nào? Đoạn số 3 Các bạn nhớ nhé, động từ Deru Tức là khi mà rời khỏi nơi nào đó Thì chúng ta dùng trợ từ O oh, Và đi kèm với nó động từ Demash Được chưa nào? Hay. Daigaku o demasu Ie o demasu Được chứ nào? Hãy rời khỏi nhà nhớ nhé Ie o demasu Còn vào nhà Hay là gì nhỉ? Nhập học đúng không? Hãy vào trường đại học thì chúng ta dùng trợ từ ni Và đứng đằng sau trợ từ ni sẽ là động từ hairu bạn nhớ không? Hairu Đúng không? Daigaku ni hairimasu Được chứ nào? Và Ie ni hairimasu Hea ni hay tôi để nĩ hay đi Mas, thế nào? Vào đâu đó thì dùng trợ từ nĩ và đi kèm với động từ là hai được, đúng không? Và rời khỏi đâu đó thì dùng trợ từ ọ, được không? Dùng trợ từ ô và đi kèm theo nó là động từ để được, để Mas, cái dạng,